Vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn. Chào mừng các anh chị các bạn quay trở lại với kênh YouTube PA Marketing của tôi. Tên tôi là Phan Anh, là giảng viên đại học, là một chuyên gia về marketing. Và trong thời gian vừa qua thì tôi cũng khá là bận công việc nên là tôi cũng ít quay những cái video hướng dẫn chia sẻ cho các anh chị và các bạn. Thế thì ngày hôm nay theo màn hình các bạn có thể đang nhìn thấy, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 6 năm 2022 và bây giờ đang là lúc 22 giờ 15. Các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình của tôi. Tôi sẽ quay một cái video mới nhất, cập nhật mới nhất, giao diện mới nhất và thao tác mới nhất về Facebook Ads năm 2022. Vâng. Và tôi xin phép giới thiệu về tôi một chút, đúng không ạ? Tên tôi là Nguyễn Phan Anh, là giảng viên đại học, là một chuyên gia về marketing online từ năm 2008 tới nay. Tôi có được đào tạo rất là bài bản về kinh doanh, về marketing. Tôi hiện nay đã tốt nghiệp 4 trường đại học và cũng có cả bằng ngoại ngữ cũng như là đang học nghiên cứu sinh, tiến sĩ. Giới thiệu với các anh chị và các bạn để các anh chị và các bạn có thể yên tâm khi mà hợp tác cũng như là trao đổi cùng với tôi. Tôi rất là hy vọng có thể hỗ trợ và cộng tác cùng với các anh chị khi mà xem những cái video này. Tôi cũng có sản xuất rất nhiều các cái series video, các khóa học dạng video được bán trên các nền tảng như Kina, Edumo, Unica hay là Pell của BTI vân vân. Tôi cũng là giảng viên cho các cái chương trình dành cho các cái giám đốc, CEO, CMO hay CCO vân vân. Ngoài ra thì tôi cũng đã viết được 6 cuốn sách các bạn có thể tìm ở trên thị trường, như là cuốn sách về quảng cáo bán hàng và kiếm tiền trên Facebook, Marketing Online 4.0, Content Marketing Pro 4.0 hay là các cái bí mật kinh doanh online, Internet Marketing 5.0, và sắp tới thì sẽ xuất bản thêm cả cuốn sách về trải nghiệm khách hàng vân vân. Đó là một số những cái thông tin để làm quen cũng như để giới thiệu với anh chị và các bạn. Vậy thì cái chương trình Facebook Ads 2022 mới nhất của tôi thì sẽ gồm cái gì? Để trước khi bắt đầu vào chạy quảng cáo thì chúng ta cần phải có tài khoản quảng cáo, đúng không ạ? Và để có tài khoản quảng cáo thì chúng ta cần phải có, một là tài khoản Facebook profile hay còn gọi là tài khoản cá nhân, đúng không ạ? Và hiện nay cái việc mà tạo lập các tài khoản cá nhân rất là khó, thường bị khóa, bị checkpoint và bị xóa ngay. Thí dụ như là các bạn có thể lập ra một cái Facebook Nguyễn Phan Anh khác, up hình, up ảnh lên thì rất là dễ bị khóa. Cho nên là chúng ta sẽ phải đi mượn, đi nhờ những cái Facebook của các em, người quen, các cháu ở quê, người thân của chúng ta. Khi mà họ không dùng đến, chúng ta có thể mượn cái tài khoản quảng cáo đó để chúng ta share cái tài khoản via về cái tài khoản quảng cáo của chúng ta, hoặc là dùng chính cái tài khoản quảng cáo đó để chạy chạy trực tiếp và sau đó thì share via về tài khoản đó, vân vân. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể là sử dụng phương pháp mua các cái tài khoản via, ví dụ như là chúng ta mua via ngoại, đúng không ạ, hay là via cổ. Và khi mua via thì chúng ta cũng lưu ý hiện nay giá thị trường cũng đang khá là cao, bắt buộc chúng ta phải mua bởi vì tài khoản quảng cáo chết liên tục, đúng không ạ? Tình trạng vô hiệu hóa tài khoản, tình trạng hạn chế tài khoản quảng cáo Facebook, tình trạng hạn chế tài khoản quảng cáo fanpage hoặc là hủy đăng tài khoản fanpage, chết page cũng rất là nhiều. Hiện nay tôi đang chạy quảng cáo cho một series các cái cửa hàng bán iPhone, thì bán iPhone cũ thì cái tình trạng chết fanpage rất nhiều. Hoặc là một số bạn thì bán thời trang hàng fake hay gọi là hàng fake, tức là hàng nhái, các cái thương hiệu nổi tiếng thì chết page cũng rất là nhiều các bạn ạ. Đấy, thế cho nên là chúng ta rất là mệt mỏi, vì vậy chúng ta phải tạo ra các cái chiến lược về mua tài khoản quảng cáo, mua tài khoản fanpage. Đấy, hoặc là chúng ta cũng sẽ phải tạo ra các cái fanpage mà vệ tinh để chúng ta chăm cho cái page chính nó sạch sẽ, còn cái page phụ thì chúng ta có thể chạy quảng cáo. Đấy là những cái mẹo mà tôi sẽ cần phải làm. Sau khi có tài khoản quảng cáo rồi, tài khoản profile rồi thì chúng ta sẽ cần phải làm thẻ thanh toán. Ở Việt Nam thì Facebook chấp nhận thẻ thanh toán Visa, Master và ứng dụng Momo. Và lưu ý hiện nay thì có một số tài khoản Facebook sẽ phải thanh toán trả trước. Và trong giai đoạn này, giai đoạn tháng 6 năm 2022 thì Facebook đã bắt đầu tính thuế, nhà quảng cáo. Trên cái danh mục, trên cái nền tảng quảng cáo đã bắt đầu hiển thị cái ô chịu thuế. Và hiện nay thì Facebook đang thu thuế cho chính phủ là 5%, tức là chúng ta sẽ chạy hết 1 triệu Việt Nam đồng thì chúng ta sẽ phải
nộp thêm là 50.000, tức là mất 1.050.000. Ngoài ra thì khi các bạn làm tài khoản quảng cáo, các bạn cũng phải lưu ý là nó có tình trạng là quy đổi ngoại tệ. Quy đổi ngoại tệ, thí dụ như là các bạn chạy quảng cáo mà trên một số những cái tài khoản VIA mà Facebook ảo ấy, Facebook hack mua của các cái tài khoản của Philippines hay là tài khoản của Indonesia hoặc là một số các cái tài khoản khác, thì hết sức lưu ý về cái việc là cái tài khoản quảng cáo đấy là có quốc gia quốc tịch ở đâu. Đó, nếu mà với những cái tài khoản quảng cáo ở một số nước là chúng ta còn bị phí quy đổi ngoại tệ cũng rất là cao, có thể lên tới hơn 10%. Chúng ta hết sức lưu ý về điều đó. Đấy. Cho nên quảng cáo bây giờ đã đắt, đã khó, đã bị hạn chế, bị bóp tương tác. Đấy. Cái phần trả phí paid bridge, tức là trả phí tiếp cận trả phí thì cũng đã bị hạn chế hơn ngày xưa rất nhiều, nhưng đồng thời lại bị tính thêm thuế và đồng thời bị tính thêm cái phí mà chuyển đổi ngoại tệ. Và ở Việt Nam thì một số ngân hàng bây giờ cũng thu phí chuyển đổi ngoại tệ. Cho nên các bạn chọn ngân hàng các bạn phải hết sức lưu ý và phải hỏi rõ là vì là tôi làm quảng cáo Facebook thì tôi có bị chịu thuế chuyển đổi ngoại tệ hay không. Đó, chưa kể đến một số người còn đi thuê chạy quảng cáo nữa. Đi thuê chạy quảng cáo như vậy thì chúng ta lại mất thêm 10 đến 15 thậm chí là 20% cái phí mà chúng ta phải thuê nữa. Cho nên là lúc này cái chi phí quảng cáo nó có thể đội lên tới 20 đến 30% so với thông thường. Thì các bạn hết sức lưu ý, được chưa ạ? Thế thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn ở đây thì tôi đã có cái tài khoản quảng cáo sẵn đây rồi, được chưa ạ? Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ truy cập vào một cái địa chỉ có tên là có địa chỉ là facebook.com/ads manager. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy ở đây ads manager đó, hoặc là các bạn có thể vào tài khoản Facebook cá nhân của mình. Sau đó thì các bạn bấm vào cái shortcut, tức là cái đường đường dẫn, đúng không ạ, đến cái phần là trình quản lý quảng cáo. Trình quản lý quảng cáo, ok. Sau khi chúng ta vào đây thì đây chính là trình quản lý quảng cáo đấy, của một cái tài khoản mà tôi đang dùng để tôi show up cho mọi người xem đó. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng cái tài khoản quảng cáo này như thế nào, đúng không ạ? Vâng, thì đây là cái giao diện chính của nó gồm các cái chiến dịch đang chạy. Trong các chiến dịch thì nó sẽ bao gồm các cái nhóm chiến dịch, và trong nhóm chiến dịch thì nó gồm có bài quảng cáo đó. Và để bắt đầu chạy quảng cáo thì chúng ta phải có tài khoản quảng cáo. Để có tài khoản quảng cáo thì chúng ta phải có tài khoản profile và có thẻ thanh toán, và chúng ta add, tiếng Anh gọi là add, tiếng Việt gọi là thêm thẻ vào, thì thẻ của chúng ta được chấp nhận thì chúng ta sẽ hình thành lên cái tài khoản quảng cáo. Và sau khi hình thành lên tài khoản quảng cáo rồi thì chúng ta đang nhìn thấy ở trên máy tính ở đây đó là đã có tài khoản quảng cáo, được chưa ạ? Vâng. Sau đó thì chúng ta cần phải tạo ra fanpage, bởi vì Facebook là không có fanpage thì không chạy được quảng cáo đâu. Thì chúng ta phải tạo hoặc mua hoặc là xây fanpage của chúng ta lên, được chưa ạ? Vâng. Và trên fanpage của chúng ta thì cũng phải có các bài viết, phải có up cover, tức là hình ảnh avatar, ảnh đại diện cho fanpage, rồi cập nhật những cái thông tin như số điện thoại, địa chỉ, rồi ngành nghề kinh doanh, rồi những cái bài viết, rồi những cái feedback phản hồi album này nọ vân vân, để tăng cái tỷ lệ uy tín lên cho chúng ta đó. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chạy quảng cáo, được chưa ạ? Để bắt đầu chạy quảng cáo theo cái giao diện mới nhất ở đây, đúng không ạ? Các bạn có thể nhìn thấy ngày hôm nay đây là ngày mùng 7 tháng 6 năm 2022, rất là mới, được chưa ạ? Và các bạn có thể làm theo những cái hướng dẫn của tôi, bởi vì tôi là một người rất là có kinh nghiệm hơn chục năm làm quảng cáo, chi tiêu hàng trăm tỷ tiền quảng cáo rồi. Đấy, và cái video này là video mới nhất là tôi dành thời gian cho các anh chị và các bạn để quay. Ok, thì chúng ta có thể bấm vào cái nút tạo màu xanh lá cây ở đây, bấm vào nút tạo. Và các bạn lưu ý ở đây, được chưa ạ? Đấy, chúng ta nhìn thấy có tạo chiến dịch mới này, cách mua là đấu giá hoặc là tuần tiếp cận và tần suất. Thế thì cách mua đấu giá ở đây tức là chúng ta sẽ chấp nhận để giá theo cơ chế giá thầu. Đấy, giá thầu tức là không có giá. Để khi quảng cáo được chạy thì Facebook nó sẽ cho chúng ta biết được là quảng cáo đấy sẽ có giá bao nhiêu. Đấy, bởi vì nguyên tắc của nó là nguyên tắc giá thầu, nó không bán theo kiểu là giá cố định. Ví dụ như 5.000 hay 10.000 một click thì đấy gọi là giá cố định. Còn đây là khi chạy chạy chiến dịch hiệu quả thì giá thầu rẻ, mà chạy chiến dịch không hiệu quả thì giá thầu đắt. Đó. Thế còn nếu mà chúng ta chọn là tiếp cận và tần suất, thì lúc này nếu mà chúng ta chạy tiếp cận và tần suất thì
Tức là mục tiêu của chúng ta là để làm gì? Mục tiêu của chúng ta là để tăng cái lượt xem. Tiếng Anh tiếp cận nó chính là reach, đúng không ạ? Tần suất là cái việc mà một cái tài khoản Facebook user hay còn gọi là một khách hàng thì người ta sẽ được xem cái quảng cáo đó bao nhiêu lần, trên một ngày bao nhiêu lần trong một khoảng thời gian của chiến dịch, thì khái niệm đấy người ta gọi là tần suất. Nếu mà chúng ta chạy tiếp cận vào tần suất thì lúc này cái bài quảng cáo của chúng ta sẽ được hiển thị rất nhiều, và khi nó được hiển thị rất nhiều như vậy nhưng không đồng nghĩa với việc là nó sẽ có hiệu quả về mặt bán hàng, bởi vì là nó chỉ quan tâm đến việc là tiếp cận thôi, nó không quan tâm đến việc có tương tác hay không. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy là khi mà chúng ta chọn tiếp cận vào tần suất thì lúc này các chiến dịch nó chỉ còn là mức độ nhận biết thương hiệu, số người tiếp cận tiềm năng, đúng không ạ, lưu lượng truy cập hay lượt tương tác hoặc lượt xem video. Nhưng mà nếu mà chúng ta chọn là đấu giá thì chúng ta sẽ thấy là nó có đầy đủ tất cả các cái mục tiêu của chiến dịch. Thì chúng ta nhìn thấy ở đây nó có ba cột: cột mức độ nhận biết, cột cân nhắc và cột lượt chuyển đổi. Đối với cột mức độ nhận biết thì ở đây chúng ta nhìn thấy nó có hai cái lựa chọn, đó chính là mức độ nhận biết thương hiệu và số người tiếp cận. Đó, thế thì chúng ta chọn số người tiếp cận thì chúng ta sẽ tiếp cận được nhiều người hơn. Tiếp cận ở đây chúng ta hiểu nôm na là nó sẽ chỉ hiển thị thôi, và nó không quan tâm đến cái việc là chúng ta có hiệu suất tin nhắn hay là tương tác comment nhiều không. Đấy, thế còn mức độ nhận biết thương hiệu tức là chúng ta làm cái fanpage đó, làm cho cái thương hiệu đó được nhiều người biết, về cơ bản nó gần giống nhau. Đấy, và mục tiêu của nó là để tiếp cận, để tăng độ phủ thương hiệu, để tăng cái độ nhận biết, để nhìn thấy nhiều. Đấy. Thế thì khi mà mình chạy các cái chiến dịch sau này mình có kinh nghiệm rồi thì tôi sẽ khuyên mọi người là mọi người phải vừa phải chạy ngân sách chiến dịch để bán hàng chiếm đến 90-95% ngân sách, nhưng mình cũng phải dành ra 5 đến 10% ngân sách để chạy nhận biết thương hiệu. Thế thì nhận biết thương hiệu đi trước, sau đó là đơn hàng đi sau. Nhận biết thương hiệu đi trước, tiếp cận khách hàng đi trước, thế sau đó là tương tác comment reach, những cái lượt video hay tin nhắn đi sau, thì chúng ta sẽ thấy là cái hiệu suất quảng cáo của chúng ta sẽ tốt hơn. Và ở đây thì tôi nhìn thấy là cái quá trình mà tôi đi đào tạo và tôi đã tư vấn cho các khách hàng thì rất rất nhiều khách hàng là chỉ quan tâm đến việc chạy ra đơn, tức là chạy tin nhắn hoặc là chạy truy cập web đó, hoặc là chạy comment lấy tương tác, đúng không? Hay hay là chạy lượt chuyển đổi. Họ rất ít dành ngân sách ra để chạy nhận biết thương hiệu hoặc là chạy số người tiếp cận. Đấy, thì tôi khuyên rằng là chúng ta nên chia ngân sách ra. Đấy, 90 đến 95% là chúng ta chạy để lấy đơn, và 5 đến 10% thì chúng ta sẽ chạy để tăng mức độ nhận biết thương hiệu hoặc là số người tiếp cận. Thế còn cái cột ở giữa là cái cột cân nhắc chúng ta đang nhìn thấy ở đây, đúng không ạ? Thì cái cột này chúng ta nhìn thấy là để giúp khách hàng cân nhắc suy nghĩ về về cái bài quảng cáo của chúng ta. Đó. Thế thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy là nó có gồm có lưu lượng truy cập, lượt tương tác, cài đặt ứng dụng, lượt xem video, tìm kiếm khách hàng tiềm năng và tin nhắn, nó có 6 cái mục như vậy, đúng không? Thì thứ nhất là cái lưu lượng truy cập ở đây là gì? Lưu lượng truy cập ở đây tức là chúng ta sẽ chạy quảng cáo ở trên Facebook, nhưng khi khách hàng xem quảng cáo, khách hàng bấm vào quảng cáo thì nó sẽ đưa về một trang đích, và nó tăng cái lượt truy cập vào cái trang đích đó. Trang đích đó có thể là website trang chủ, có thể là website đường link, có thể là một cái landing page mà chúng ta làm với những cái dịch vụ như là Ladi hay là các cái dịch vụ khác mà chúng ta làm của WordPress, hoặc làm của những cái dịch vụ như là Wix hay là Weebly vân vân. Tóm lại là nó là một trang landing page, là một trang đơn để bán hàng. Thì mục tiêu của nó là tăng lượt truy cập vào website và giúp khách hàng mua hàng hoặc chuyển đổi trên website. Đấy, thí dụ như là chúng ta muốn khách hàng đi vào web của chúng ta, muốn khách hàng mua hàng trên web của chúng ta thì chúng ta hãy chạy cái lưu lượng truy cập này. Ok. Rồi, chúng ta chọn đến lượt tương tác. Đấy, chọn lượt tương tác thì ở đây thì về cơ bản thì cái lượt tương tác là cái loại hình mà chạy quảng cáo phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay. Và tí nữa thì tôi cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn trong video này là chạy quảng cáo với lượt tương tác phổ biến nhất. Bởi vì là người Việt nói chung là hầu hết là chạy lượt tương tác và sau đó là tương tác với bài viết. Muốn chạy lượt tương tác với bài viết thì chúng ta phải có fanpage rồi, đúng không? Chúng ta phải đăng bài đó trên fanpage. Nhưng mà cái bài đó đăng trên fanpage là không có ai xem cả. Bởi vì cái lượt mà tiếp cận tự nhiên ấy, nó gọi là organic reach, nó rất là thấp. Đấy, Facebook nó không cho hiển thị, đúng không ạ? Nó không cho hiển thị lên tường của khách hàng, của những cái người mà đã like cái page đó. Cho nên là đấy là lý do tại sao có những cái fanpage có đến 2-3 triệu like
nhưng mà một bài đăng có khi chỉ được 100-200 lượt thích cho bài đăng đó và tiếp cận rất là thấp. Cho nên chúng ta phải bỏ tiền để chúng ta chạy tương tác với bài viết đó. Cái bài viết đó được hiển thị nhiều hơn ở trên tường của các khách hàng, của những khách hàng mà chúng ta sẽ nhắm chọn. Và sau đó thì họ sẽ tương tác với cái bài viết đó, họ like, họ comment, họ inbox, đúng không ạ? Rồi thì họ like ảnh, họ like comment của khách hàng. Đó, rồi thì họ tương tác với chúng ta qua rất nhiều hình thức. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta có thể chạy lượt thích trang để tăng cái lượt thích lên. Tuy nhiên chạy lượt thích trang khá là đắt, đúng không ạ? Và chạy phản hồi sự kiện bằng cách là chúng ta tạo ra một sự kiện. Tiếng Anh nó gọi là event. Chúng ta tạo ra một sự kiện ở trên Facebook của chúng ta và sau đó thì chúng ta sẽ chạy quảng cáo cho cái sự kiện này. Tuy nhiên thực tế thì ở Việt Nam cũng cũng rất là ít các nhà quảng cáo chạy những hình thức này. Như tôi nói là họ sẽ chạy chủ yếu nhất là lượt tương tác với bài viết trong lượt tương tác. Được chưa ạ? Vâng. Tiếp theo là chúng ta có thể chạy lượt cài đặt ứng dụng. Nếu như mà chúng ta có một cái con app, đấy, application trên điện thoại di động, đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta muốn tăng cái lượt cài phần mềm Grab hay là phần mềm Momo hay là một cái phần mềm gì đó hay là Viettel Pay, ví dụ thế. Nếu mà chúng ta chạy app hay là một con game, đúng không? Thì chúng ta sẽ chạy lượt cài đặt này. Thì khi khách hàng nhìn thấy quảng cáo ở trên mobile, thì khách hàng có thể bấm vào và download. Đấy, hoặc là chúng ta có thể chạy cài đặt Shopee, chạy cài đặt Lazada. Đấy, những ứng dụng được cài trên điện thoại di động mà chúng ta có thể nhìn thấy ở đây, ví dụ như là tôi sẽ mở điện thoại của tôi ra cho các bạn xem, đúng không? Thì những cái ứng dụng như này, đấy, những cái ứng dụng như này các bạn muốn muốn tăng cái lượt cài đặt lên một cái phần mềm nào đó mà công ty bạn đang phát triển thì bạn sẽ có thể chạy cái dạng lượt ứng dụng cài đặt. Thế sau này thì các bạn có thể học ở cái khóa học khác của tôi hướng dẫn nha. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cái lượt tương tác và lượt tương tác bài viết. Rồi, lượt xem video tức là chúng ta sẽ sản xuất một cái video hay là một cái TVC, một quảng cáo. Sau đó thì chúng ta up lên trên fanpage của chúng ta viết caption. Và vấn đề là chúng ta cũng muốn người ta xem cái video này, đúng không ạ? Muốn người ta xem cái video này. Thế thì chúng ta cần phải có ý tưởng cho video tốt, chúng ta phải có kịch bản cho video tốt và chúng ta hướng tới nội dung thông điệp truyền thông bán hàng tốt. À, chúng ta hướng tới tập khách hàng mục tiêu của chúng ta tạo ra những cái sự khác biệt về giá, về sản phẩm, về dịch vụ, về chính sách bán hàng, tất cả những nội dung đấy được thể hiện rõ rệt trong cái video đó. Ví dụ như là chúng ta có thể bán một cái bất động sản, chúng ta có thể bán một cái xe hơi, chúng ta có thể bán máy tính, bán điện thoại hay là bán những cái bất kỳ một cái sản phẩm nào thì chúng ta có thể làm video. À, sau đó thì chúng ta đưa lên fanpage và sau đó thì chúng ta chạy quảng cáo. Muốn chạy quảng cáo lượt xem video thì chúng ta vào đây, chúng ta nhấp vào lượt xem video. Được chưa ạ? Vâng. Thế tiếp tục chúng ta có thể chạy khách hàng tìm kiếm tiềm năng. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thì ở đây thì chúng ta nhìn thấy rằng là khi mà chúng ta chạy cái này thì nó sẽ nhảy ra một cái pop up, tiếng Anh nó gọi là pop up, tiếng Việt gọi là một cái hộp thoại nó nhảy ra và nó cho phép chúng ta điền tên, email, số điện thoại rồi rất nhiều những cái thông tin mà cái bản hội thoại đấy nó nhảy ra và nó cho chúng ta được lấy thông tin của khách hàng một cách rất là sẵn có. Đấy, thí dụ như mình bán bất động sản, thí dụ như mình bán xe hơi, thí dụ như mình bán những cái sản phẩm mà sau đó thường là chúng ta phải phải chốt sale tiếp thì chúng ta có thể chạy tìm kiếm hàng tiềm năng. Tuy nhiên hiện nay thì mọi người vẫn chạy lượt tương tác và bài viết tương tác kèm tin nhắn bởi vì là người Việt là rất thích nhắn tin khi khi mua hàng ở trên Facebook và người ta sẽ chỉ nhắn tin xong xuôi ngon lành thì người ta mới nhả số điện thoại. Đấy. Và chúng ta cũng có thể chạy quảng cáo tin nhắn. Vâng, thì chúng ta có thể hiển thị quảng cáo để tương tác qua Messenger, qua WhatsApp và qua Instagram. Thế thì chúng ta nhìn thấy ở đây ví dụ như là Messenger khi mà chúng ta lướt, đúng không ạ? Khi mà chúng ta lướt đấy, thì chúng ta có thể nhìn thấy các cái quảng cáo trên Messenger. Thì đó chính là cái việc mà chúng ta chạy và chúng ta có thể chạy lại những cái tin nhắn cho những khách hàng. Thế còn cột thứ ba là cột chuyển đổi conversion. Conversion đây là gì? Ví dụ là họ vào web họ mua và mình đo lường được cái chuyển đổi đó. Họ vào web họ cho hàng vào giỏ mình đo lường được cái chuyển đổi đó. Và nhiều bạn là có website thương mại điện tử, có website xịn, có giỏ hàng xịn, thế thì họ có thể chạy lượt chuyển đổi nha. Phải có website này và phải gắn mã theo dõi pixel của Facebook vào cái web của mình, sau đó thì mình mới chạy lượt chuyển đổi đó. Mình cũng có thể chạy doanh số theo doanh mục. Thế thì chúng ta cũng có thể chọn là ví dụ như là chúng ta tạo ra cái danh mục sản phẩm ở trên fanpage và sau đó chúng ta chạy. Và cuối cùng
đấy là chúng ta có thể chạy lượt ghé thăm khách hàng, cửa hàng. Đấy, thế thì chúng ta sẽ tạo ra cái vị trí kinh doanh, sau đó thì chúng ta sẽ chạy giống như là chạy bản đồ để cho khách hàng có thể là biết ở cạnh cạnh đó có một cái cửa hàng cách đấy 1 km, 2 km gì đó. Ok, tuy nhiên những hình thức này thì chúng ta vẫn đều có thể biến nó thành bài tương tác được. Ví dụ như chúng ta viết địa chỉ cửa hàng, chúng ta quay video cửa hàng, chúng ta đưa lên bài tương tác, đăng bài post thông thường và sau đó chúng ta chạy. Ok, như vậy tôi vừa hướng dẫn cho các anh chị và các bạn là các cái mục tiêu chiến dịch nó khác nhau, nó dành cho những cái đối tượng nhà quảng cáo khác nhau, nó dành cho những cái sản phẩm và dịch vụ khác nhau. Tuy nhiên mọi người đều có thể có những điểm chung, đó chính là mọi người có thể chạy quảng cáo lượt tương tác và chọn tương tác với bài viết, được chưa ạ? Và sau đó thì mọi người có thể chạy tiếp tục và mọi người chọn tiếp tục. Ok, đến đây thì chúng ta nhìn thấy ở bên trái, đúng không ạ? Ở bên trái chúng ta nhìn thấy ở đây thì chúng ta có là cấp chiến dịch, đúng không ạ? Cấp nhóm và cấp quảng cáo. Thì chúng ta hoàn thành ba cái cấp này, thao tác này xong, đây là nó giống như là cái chỉ dẫn ấy, thì chúng ta sẽ xong một chiến dịch quảng cáo, xong một chiến dịch quảng cáo. À, đầu tiên là chúng ta đặt tên chiến dịch. Thì tên chiến dịch chúng ta đặt là gì cũng được, không quan trọng, để phân biệt các chiến dịch với nhau, đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta đặt một cái chiến dịch tên là PA Marketing. Ok. Đấy, tên chiến dịch đặt tên bất kỳ thôi. À, sau đó thì chúng ta sẽ xem ở đây là chúng ta thấy có một cái phần nó gọi là hạng mục quảng cáo đặc biệt. Thì cái tuyên bố quảng cáo này cũng liên quan đến vấn đề về tín dụng, việc làm, nhà ở, các vấn đề xã hội, bầu cử và chính trị. Nếu như chúng ta chạy những cái dịch vụ như vậy thì chúng ta mới chọn. Đấy, còn nếu mà chúng ta không chạy thì chúng ta bỏ qua nhá. Ví dụ như là chúng ta bán nhà, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta tìm việc làm. Đấy, hoặc là chúng ta chạy quảng cáo cho những cái vấn đề liên quan đến tín dụng như là mua xe, vay thế chấp kiểu F88 ấy, đúng không ạ? Hay HD kiểu kiểu thế. Đấy, thì chúng ta có thể chọn, còn nếu không thì chúng ta bỏ qua. Đấy, tại sao Facebook nó bắt chọn như này, đúng không ạ? Thì bởi vì nếu mà chúng ta chạy những cái này mà chúng ta không chọn thì có nguy cơ bị khóa tài khoản đó. Ok, thí dụ như bạn chạy thời trang thì bạn không cần chọn, được chưa? Vâng, cách mua thì nó vẫn quay lại cái phần chúng ta đổi là đấu giá hay tiếp cận tần suất. Thế thì muốn có đơn hàng thì các bạn có thể chọn đấu giá, còn muốn có hiển thị nhiều lượt view nhiều, thí dụ như là trước khi khai trương một cái nhà hàng khoảng 3 tháng, trước khi khai trương một cái nhà hàng 3 tháng thì bạn chạy một cái chiến dịch quảng cáo là lúc này bạn đã có cái gì bán đâu, đúng không? Thì bạn có thể chọn tiếp cận và tần suất để làm gì? Hiển thị thật nhiều, hiển thị thật nhiều cho nhiều người biết đến là có cái nhà hàng, ví dụ như là Phan Anh Restaurant gì đó, đúng không ạ? Cho nhà người ta biết ở địa chỉ là số 1 đường Bà Triệu, ví dụ thế, đúng không ạ? Hà Nội. Nhà hàng rất đẹp, video quay về nhà hàng rất đẹp nhưng mà 3 tháng nữa tôi mới khai trương. Thế cho người ta biết đi, đúng không? Để đến lúc là khai trương là người ta đi ăn là vừa. Đấy, chứ còn bây giờ đến lúc mà khai trương rồi mới chạy quảng cáo thì lại không có khách. Đó, mình phải làm pre-sale, pre-grand opening. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Ok, tiếp theo. Đấy, mục tiêu chiến dịch thì chúng ta sẽ chọn tương tác với bài viết rồi. À, tức là mục tiêu của chúng ta là để cho khách hàng sẽ tương tác với bài viết trên fanpage của chúng ta. Giới hạn chi tiêu thì chúng ta chưa thêm, đúng không ạ? À, chúng ta chạy bình thường. Còn nếu mà chúng ta muốn giới hạn ví dụ 5 triệu hay 10 triệu thì chúng ta tích vào đây và chúng ta đặt. Đó. Tiếp theo, đấy là phần tính năng là thử nghiệm A trên B. Thế thì thử nghiệm A trên B, tức là nếu như mà mình chạy quảng cáo dùng nhiều hình ảnh thì Facebook nó sẽ tự tối ưu đẩy chọn những cái hình ảnh nào đẹp nhất, phù hợp nhất theo thuật toán và theo cái learning machine, tức là cái máy học của nó. Và nó sẽ ưu tiên đẩy cái hình ảnh đó cho chúng ta để mà chúng ta có được cái lượt tương tác tốt nhất đó và cái giá thầu tốt nhất. Đấy thì gọi là thử nghiệm A trên B. Thì các bạn hoàn toàn có thể bật thử cái tính năng này. Đấy, có thể bật nhá. Đó. Đấy, tuy nhiên chúng ta cũng có thể thử nghiệm A trên B bằng bằng chạy bằng cơm, chạy bằng tay, tức là cái video bài này mình chạy hay là cái hình ảnh bài này mình chạy mình thấy không hiệu quả thì 3 ngày hôm sau mình sẽ đổi, mình sẽ sửa thì nó sẽ hiệu quả. À, hay là 5 ngày hôm sau mình đổi, mình sẽ sửa thì có thể nó sẽ hiệu quả. Thì đấy chính là A trên B. A là một cái 1, B là một cái 2, C lại là cái 2 của cái B. Đấy. Hay D lại là cái 2 của cái C. Thì
bản bản chất là mình chạy quảng cáo, mình đổi bài, đổi ảnh, đổi video, đổi content, vân vân, đổi liên tục, thì đó chính là mình đã thử nghiệm A trên B bằng tay rồi. Thế còn ở đây là A trên B là hệ thống phần mềm của Facebook nó tự làm. Tiếp theo, đấy là phần tối ưu hóa ngân sách. Đúng không? Tối ưu hóa ngân sách thì chúng ta cũng có thể là bật cái tính năng phân bổ ngân sách ra, và để nó sẽ phân bổ các cái ngân sách theo từng cái nhóm chiến dịch, nhóm quảng cáo. Đấy, mình cũng có thể tắt nhá, hai cái tính năng này mình đều có thể tắt hoặc bật. Đấy, và mình cũng so sánh xem là cái tính năng nào tốt. Đấy. Thế thì ở đây các bạn thấy rằng là nếu mà chúng ta bật cái tính năng tối ưu hóa ngân sách thì nó sẽ phân bổ cái ngân sách của chúng ta đến các cái nhóm quảng cáo tốt nhất để mà thu được nhiều kết quả. Suy ra là gì, khi mà mình làm chiến dịch mình phải chạy nhiều nhóm. Nhiều nhóm mình chạy như nào, mình sẽ bằng cách là nhân chiến dịch. Đấy, mình nhân chiến dịch, hoặc là mình chia tuổi chiến dịch, hoặc là mình chia địa lý chiến dịch nha, hoặc là mình chia cái nhắm chọn hành vi sở thích của khách hàng theo chiến dịch, chia nhỏ ra trong từng nhóm. Ví dụ nhóm này mình chạy là từ 18 đến đến 30, nhóm sau mình chạy từ 30 đến 40, nhóm sau mình chạy từ 40 đến 50. Tôi lấy thí dụ như vậy, đấy gọi là theo tuổi. Theo địa lý thì nhóm này chạy miền Bắc, nhóm sau chạy miền Trung, nhóm sau nữa chạy miền Nam. Đấy, hoặc là theo sở thích thì cái nhóm này mình chạy sở thích như này, target như này, nhóm sau mình chạy sở thích như này, target như khác. Đấy, kiểu kiểu như vậy. Được chưa? Và mình cũng có thể đặt ngân sách hàng ngày ở đây. Đấy, nó có ngân sách hàng ngày và ngân sách trọn đời. Nếu như mình tắt ở chỗ này thì cái phần ngân sách nó sẽ hiển thị ở bước tiếp theo. Còn nếu mình bật ở chỗ này thì nó sẽ bắt mình điền ngay. Đúng không? Thì ngân sách của Facebook là luôn tính theo ngày, luôn luôn trừ tiền trực tiếp và trừ theo ngày. Thậm chí với nhiều tài khoản là còn trừ trước. Cho nên các bạn mà có thuê tôi làm quảng cáo ấy thì các bạn luôn luôn phải nhớ là phải chuyển tiền cho tôi trước, bởi vì tôi không có tiền ứng quảng cáo cho các bạn. Đấy. Và các bạn chạy cái chuyển 2 3 ngày 1, 5 ngày 1 cũng ok, 1 tuần, 1 tháng 1 cũng ok nhá. Thì ví dụ như bạn chạy một ngày là 1 triệu thì một tháng sẽ là 30 triệu. Bạn chạy một ngày 500 nghìn thì một tháng sẽ là 15 triệu. Từ ngày ra tháng, từ tháng ra ngày không khác gì nhau cả. Đấy. Và chúng tôi sẽ thu cái phí tiền công, tiền dịch vụ làm có thể là từ 10 đến 20% trên tổng cái ngân sách mà các bạn chi quảng cáo. Đấy, ok, các bạn thử đặt vào đây là 1 triệu, đúng không ạ? Bạn thử đặt vào đây 1 triệu, ok. Đó. Rồi. Đấy, thế giờ vâng, chiến lược giá thầu. Đấy, thì số lượng cao nhất, mục tiêu chi phí trên mỗi kết quả. Đúng không ạ? Và ở đây này, bạn nhận được nhiều kết quả nhất với ngân sách của bạn, nhắm đến một mức chi phí thấp nhất trên mỗi kết quả khi tăng số lượng, tùy chọn giới hạn giá thầu. Thế thì mình có thể chọn số lượng cao nhất đi, đúng không? Ok. Rồi. Thì chúng ta sẽ tiếp. Còn nếu như chúng ta tắt ở đây thì các bước nó sẽ khác đi một chút ở bước tiếp theo. Đấy là chúng ta đã xong cái phần về về chiến chiến dịch. Bây giờ đến phần nhóm, đúng không? Nhóm quảng cáo vừa rồi là PA Marketing rồi, đúng không? Thì bây giờ ta sẽ đặt tên là Phan Anh. Và ta đặt tên thôi để cho phân biệt. Đấy, hoặc là ta đặt tên là nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 gì đó. Đấy, hay là đặt tên theo tỉnh hay theo cái ký hiệu ABC tùy các bạn nhé. Đấy là cái ký hiệu của các bạn. Ok. Rồi, ngân sách và lịch chạy, đúng không ạ? Ngân sách thì ta vừa chọn rồi, ta đã chọn 1 triệu một ngày rồi. Lịch chạy ngày hôm nay là ngày mùng 7 tháng 6, đúng không ạ? Vâng. Lúc 20 2 giờ 35 phút, tôi vừa quay từ lúc hơn 22 giờ đến bây giờ. Đó. Thế thì chúng ta cũng có thể chọn ngày kết thúc. Đấy, chọn ngày kết thúc. Ví dụ ta dự kiến chạy một tuần thì ta sẽ chọn 14, đúng không ạ? Ta dự kiến chọn 2 tuần thì ta sẽ chọn 21. Đấy, ví dụ như vậy, đúng không? Rồi, ngày bắt đầu đang ở quá khứ, đúng không ạ? Có nghĩa là gì? Bây giờ đang cao hơn rồi. Bây giờ đang là 22 giờ 43 phút rồi. Rồi. Thế chúng ta có thể đặt ngày kết thúc hoặc không đặt thì chúng ta tắt đi. Còn đặt thì chúng ta để vào đây. Được chưa ạ? Ok, xong. Vâng. Đấy, chúng ta cũng có thể đặt giới hạn chi tiêu của nhóm. Thí dụ như là chúng ta có thể đặt là có 10 nhóm, mỗi nhóm thì chúng ta chỉ chạy hãy 100.000 thôi. Đó. Bởi vì chúng ta có 10 nhóm mà chúng ta đặt chiến dịch là 1 triệu, đúng không ạ? Thì suy ra là mỗi một ngày mình chỉ cho phép tiêu tối đa 100 ngàn. Đấy. Chúng tôi sẽ chi tiêu không quá số tiền này. Đấy. Hoặc là mình không muốn đặt thì mình tắt đi. Mình không muốn đặt mình tắt đi thì họ sẽ phân bổ ngân sách đều
vào từng nhóm, và cái nhóm nào tốt thì nó sẽ đẩy cho mình. Ok, tiếp theo đấy là phần xác định đối tượng khách hàng mục tiêu khi xem quảng cáo. Đây chính là trả lời cho câu hỏi là ai là người sẽ xem quảng cáo và mình muốn nhắm chọn đến ai. Thì phần này trong tiếng Việt gọi là nhắm chọn, tiếng Anh người ta gọi là audience đấy, và một số người gọi là target, tức là nhắm chọn mục tiêu. Nhưng mà chính xác cái từ tiếng Anh mà Facebook nó dùng là từ audience. Vâng, thế thì trả lời cho câu hỏi là khách hàng của bạn là ai, đúng không? Thế thì bây giờ khách hàng của bạn là ai thì bạn phải xác định được khách hàng của mình là ai theo cái sơ đồ, ví dụ như là tuổi tác, giới tính, khu vực, vùng miền, sở thích, thói quen, hành vi, đấy, thu nhập, rồi thì tất cả những cái yếu tố mà tác động đến cái hành vi mua của khách hàng. Thì trong Facebook hiện nay, nó có đối tượng tùy chỉnh và đối tượng chúng ta gọi là đối tượng đã lưu và chúng ta chọn. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ chọn những cái đối tượng ở đây. Rồi. Đối tượng mới đây. Đấy. Đầu tiên là chúng ta sẽ chọn tỉnh hay là quốc gia. Ở Việt Nam các bạn có thể chạy quảng cáo ra thị trường nước ngoài. Đấy, chạy sang Hàn Quốc, chạy sang Đài Loan, chạy sang Philippines, Thái Lan, rất nhiều bạn bây giờ đang bán hàng sang các nước Đông Nam Á như là Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, châu Âu đang bán sang. Đấy. Thế còn ở trong nước thì chúng ta chọn Việt Nam. Đấy. Còn ở nước ngoài thì chúng ta có thể chọn bất kỳ quốc gia nào chúng ta muốn và chúng ta chạy bán được chưa? Rồi. Thế bây giờ nhắm chọn ở đây là nhắm chọn bao gồm và loại trừ. Đấy. Bao gồm thì sẽ đi vào mà loại trừ thì sẽ đi ra, được chưa? Ví dụ như là chúng ta chỉ chạy ở Hà Nội thôi. Đấy, ví dụ thôi, đúng không ạ? Chúng ta chỉ chạy Hà Nội thì chúng ta chọn Hà Nội vào đây. Đấy, bán kính, đúng không ạ? Bán kính chúng ta chỉ chạy trong thành phố thôi. Thì như vậy thì chúng ta sẽ chọn như thế. Rồi. Đấy, về tuổi, đây chính là tuổi của khách hàng mục tiêu. Đấy, nó sẽ là tuổi của khách hàng của cái sản phẩm, của cái dịch vụ mà anh chị chuẩn bị chạy. Đúng không ạ? Mỗi người sẽ có những nhóm tuổi khác nhau. Ví dụ như bạn bán khoa học tiếng Anh cho trẻ em nó khác, bạn bán thời trang nữ trẻ khác, bạn bán thời trang nữ công sở già khác, bạn bán đồ hàng hiệu cao cấp lại khác, đúng không ạ? Bạn bán xe hơi lại khác một chút. Đấy, tôi lấy thí dụ như vậy thì chúng ta sẽ chọn tuổi, thì nó có tuổi thấp nhất và tuổi cao nhất. Đấy. Từ 18 cho đến 65, đúng không ạ? Thậm chí chúng ta cũng có thể chạy từ 13 tuổi để mà chúng ta có được nhiều lượt tương tác hơn cho nó rẻ, nhưng nó lại sẽ không hiệu quả, đúng không ạ? Và nếu mà chúng ta chạy live page thì chọn tuổi thấp thì nó sẽ được nhiều like, like sẽ rẻ. Rồi. Ví dụ như chúng ta sẽ chọn từ 18 cho đến độ 40 tại Hà Nội. Rồi. Nhá, cái con số thật của các bạn tự chọn. Giới tính thì chúng ta có là giới tính nam, giới tính nữ hoặc là cả hai. Sản phẩm bán cho nam thì chọn nam, sản phẩm bán cho nữ thì chọn nữ. Hoặc là sản phẩm không có giới tính thì chọn tất cả, ví dụ như iPhone, ví dụ như điện thoại, ví dụ như máy tính, ví dụ như là những cái đồ công nghệ hay xe hơi, đúng không ạ? Thì chạy cả nam lẫn nữ. Còn những cái gì mà nam mua nhiều thì ưu tiên nam chạy trước, nữ mua nhiều ưu tiên nữ chạy trước nha. Đó, đấy là cái phần về giới tính. Đó. Cái phần đối tượng tùy chỉnh thì nó là ở cái phần remarketing nâng cao, thì trong một cái video khác thì tôi sẽ hướng dẫn sau, hoặc là các bạn có thể tham dự cái chương trình đào tạo của tôi để được hướng dẫn về chi tiết hơn. Tôi có chương trình đào tạo offline tại Hà Nội và online qua video hoặc là livestream qua Zoom hoặc là qua Google Meet vân vân, và tôi cũng có thể tư vấn cho các anh chị và các bạn các cái chiến lược làm marketing nói chung và Facebook, TikTok nói riêng. Tiếp theo đấy là về vị trí quảng cáo. Hiện nay thì Facebook có rất nhiều vị trí quảng cáo khác nhau và các bạn cần phải biết là bật vị trí nào và tắt vị trí nào. Các bạn có thể nhìn vào đây. Facebook có bốn nền tảng, đó chính là Facebook, Instagram, Audience Network và Messenger. Đó. Thế thì chúng ta đang chạy bài viết thì nó không cho hiển thị trên Messenger và tắt luôn. Còn bình thường nếu mà chúng ta chạy truy cập vào web thì nó được cái phần mà tối đa là bốn bốn nền tảng. Và ở đây mỗi một cái nền tảng chúng ta nhìn thấy nó có rất nhiều vị trí. New feed này. Đấy. Feed Facebook, feed Instagram, Facebook Marketplace,
bảng tin video cột phải, rồi thì khám phá Instagram, cửa hàng trên Instagram, hộp thư, story. Story thì có Instagram Story, Facebook Story, Messenger Story và Instagram Reels. Và sắp tới thì cũng có cả Facebook Reels. Reels là một cái dịch vụ mới của Facebook. Nó chính là dịch vụ video ngắn kèm âm nhạc để cạnh tranh trực tiếp với TikTok. Đó, thì Facebook mới bổ sung cái tính năng này. Và các anh chị, các bạn lưu ý là nên phát triển những cái video để đăng lên Reels, những lượt xem nó rất là tốt. Đấy, trong luồng video, lớp bao phủ Reels, quảng cáo vừa mới ra Reels cái là đã có ngay cái lớp bao phủ luôn, quảng cáo chứa lớp bao phủ trên Reels. Vâng, tìm kiếm đúng không ạ, kết quả tìm kiếm trên Facebook. Thế thì trên Facebook nó cũng có cái ô tìm kiếm ấy, nó chính là gọi là ô Grab, mình cũng có thể chạy quảng cáo trên này. Đấy, tin nhắn đúng không ạ, trong bài viết tức thì và các ứng dụng Audience Network, video kèm phần thưởng vân vân. Thì chúng ta có thể đếm ở đây nó có quá nhiều vị trí. 2, 4, 6, 8. Đúng không ạ? Đây là 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vâng, chính xác là 20 vị trí. Cho nên ấy, là chúng ta cần phải tắt bớt các vị trí đi. Ví dụ như là chúng ta có thể tắt quảng cáo ở trên Instagram. Nếu như chúng ta không muốn chạy trên Instagram, chúng ta có thể tắt cột phải, chúng ta chỉ tập trung vào PC và mobile thôi. Đấy. Hoặc là tập trung vào mobile thì chúng ta tắt hết, chúng ta chỉ để mỗi dạng là new feed của Facebook. Đấy. Hoặc là những cái phù hợp khác, ví dụ như là story, reels, hoặc là thêm một chút nữa là trên marketplace. Còn đâu chúng ta có thể tắt. Đó. Và khi chúng ta tắt như vậy thì có nghĩa là toàn bộ ngân sách nó sẽ dồn vào những cái vị trí như vậy, thì cái hiệu suất quảng cáo nó sẽ cao lên, đúng không ạ? Vâng. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn tối ưu hóa phân phối. Vâng, thì chắc chắn là chúng ta sẽ chọn lượt tương tác với bài viết rồi. Bởi vì nếu mà chúng ta chọn số người tiếp cận khác nhau hàng ngày thì tôi nghĩ rằng là các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ lại hiển thị rất nhiều và không có lượt tương tác dạng comment inbox mấy đâu. Còn nếu mà các bạn muốn chạy một hiển thị nhiều nữa, reach nhiều nữa, thì các bạn hãy chọn số lượt phân phối là mọi người nhiều lần có thể. Đó. Nhá, thì nếu mà tôi khuyên này, nếu mà muốn chạy ra đơn thì chọn lượt tương tác bài viết, còn muốn chạy hiển thị thì chọn hai cái dưới này. Mà muốn hiển thị nhiều thì chọn số người tiếp cận là tối đa mỗi một ngày một lần. Đấy, chọn cái này thì nó sẽ reach nó được nhiều hơn. Đó. Thế còn chọn này thì lượt nó sẽ thấp hơn. Ok. Next. Tiếp ạ. Vâng. Đến cái bước vừa rồi là có thể là có một số những cái giao diện nó khác một chút xíu, là do lúc trước tôi đã chọn cái phần mà tối ưu ngân sách. Còn nếu tôi không chọn tối ưu ngân sách thì giao diện dưới này nó sẽ khác một chút, đúng không? Bây giờ tên quảng cáo, ví dụ như là mình có thể chọn là một cái sản phẩm là thời trang vào hè chẳng hạn, ví dụ thế. Hay là bộ đồ gì đó, hay là dăm siêu, hay là vest, để mình biết rằng là mình đang chạy bài nào. Đấy, để mình biết rằng là đấy, sau đó là trang fanpage, đúng không? Trang fanpage thì đây mình chọn đến cái page mà mình muốn chạy. Đấy. Lý do là mình đang có nhiều page thì mình sẽ chọn đến một cái page mà mình muốn chạy, và cái page đó là phải có bài viết rồi, đúng không? Bài viết mình đã đăng lên đây rồi. Đấy, thì chúng ta thiết lập bài viết có sẵn, hoặc là tạo quảng cáo, hoặc là dùng mẫu mô phỏng, đúng không ạ? Vâng. À, đợi tôi một chút, tôi sao cái này lên. Ok, tiếp tục. Rồi, thì lúc này chúng ta sẽ chọn bài viết có sẵn. Lý do là tôi đã đăng một cái bài lên trên fanpage của tôi rồi. Và để đăng được cái bài này thì tôi đã phải tính toán là từ hình ảnh đẹp, thông điệp hấp dẫn, ngôn từ hay, chương trình khuyến mại giảm giá, bảo hành đổi trả vân vân, tôi đã phải vắt óc để tôi chọn rồi. Đấy, hình ảnh nó phải sặc sỡ, phải thu hút nhá. Bởi vì các bạn biết rằng là cái nguyên tắc của Facebook ấy là người ta sẽ lướt, và cái ngón tay cái nó rất là quan trọng. Người ta cứ lướt như thế này, người ta cứ lướt như thế này. Đấy, thì đến đây này tôi nhìn thấy quảng cáo này, đó, thì nó phải xanh đỏ tím vàng, nó phải bắt mắt,
Đúng ạ, thông điệp nó chỉ hiển thị có mấy dòng trước khi mà nó bấm vào phần xem thêm, thì những cái dòng đầu tiên này nó đều phải rất là hấp dẫn, thu hút người ta, giống như một cô gái đẹp ấy, đúng không ạ? Mình nhìn đằng sau, ngày xưa thanh niên mình nhìn thấy một cô gái đằng sau tóc dài xinh xắn, thế là mình cố gắng đạp xe đuổi theo để mà mình xem là cô ấy có xinh không, đúng không? Thế thì cũng tương tự như vậy, thì ở đây là trước khi bấm vào phần xem thêm những cái nội dung là mình phải những cái gì hay nhất mình phải show off ra, giảm giá rồi cho không rồi miễn phí rồi anh thề anh đảm bảo anh hứa là nó rất là tuyệt vời. Đấy, cộng với là hình ảnh nó phải xanh đỏ tím vàng. Đấy, nó phải hấp dẫn để làm gì, để người ta dùng mắt này và dùng tay dùng não này, người ta dừng lại ở cái hình ảnh đó, đúng không ạ? Ở cái video đó đấy thì nó mới được. Đấy, hoặc là đây chúng ta nhìn thấy này, quảng cáo. Đấy, một cái quảng cáo đang quảng cáo một cái cuốn sổ. Đấy, thế thì nó quay một cái video rất là chuyên nghiệp, đúng không ạ? Vâng, tiếp tục tôi lướt, tôi sẽ dừng lại khi nào đấy, đây lại có quảng cáo tiếp. Đấy, các bạn hiểu ý tôi không ạ? Thế thì muốn dừng lại được thì cái hình ảnh nó phải xanh đỏ tím vàng, nó phải rất là bắt mắt. Đấy, tôi muốn gợi ý như vậy thì cái hiệu suất quảng cáo nó sẽ cao, hiệu suất quảng cáo cao thì giá thầu nó mới rẻ, bởi vì giá thầu nó phụ thuộc vào chuyện là có nhiều click hay không, đúng không ạ? Người ta dừng lại xem nhiều hay không, và nếu mà người ta dừng lại xem nhiều thì giá thầu nó sẽ rẻ, bởi vì nó sẽ lấy tổng tiền chia cho tổng số tương tác thu được. Số tin nhắn rẻ thì nó phải lấy tổng tiền chia cho tổng số tin nhắn thu được. Ok, rồi sắp xong rồi đây, đến phần sử dụng bài viết đó. Sau đó chúng ta chọn đến cái bài viết mà chúng ta muốn. Trên này chúng ta đã có rất nhiều bài viết rồi, thì chúng ta chọn đến cái bài mà ta muốn, ví dụ như vậy, được chưa ạ? Ok, ta chọn cái bài như vậy xong. Xong đó thì nút kêu gọi hành động, đúng không ạ? Thì chúng ta nên chọn cái dạng là nút tin nhắn. Người Việt là rất là thích nhắn tin khi mua hàng trên Facebook, trên Zalo, rất thích nhắn tin. Cho nên việc đầu tiên là vào phải chăm sóc khách hàng bằng tin nhắn, trò chuyện, tư vấn, hỏi han, lắng nghe nhu cầu của họ nhá. Và chỉ khi nào họ chấp nhận mua hàng rồi, chốt đơn, giá tiền sai số rồi thì vân vân, ngày giao hàng vân vân, thì lúc đấy người ta mới cho số điện thoại và cho địa chỉ. Chứ đừng vào xin số điện thoại ngay là người ta không nghe đâu. Đấy, nhá, thì đấy là cái lời khuyên nho nhỏ thôi. Thế thì chúng ta chọn nút tin nhắn, và sau đó thì đây tôi đổi cái bài khác, tôi sẽ lấy có nút tin nhắn cho các bạn dễ hiểu hơn. Đó, chúng ta chọn nút gửi tin nhắn. Đó. Đấy, thì ở đây nó sẽ ra cái nút gửi tin nhắn, đúng không ạ? Và lúc này thì chúng ta sẽ có thể thiết lập những cái lời chào. Khi mà người ta bấm vào cái nút gửi tin nhắn hoặc là tiếng Anh là inbox ấy, thì nó sẽ hiển thị ra cái đoạn chat ngay lập tức, là giống như là xin chào, tôi có thể giúp gì được bạn, bạn muốn mua hàng gì, bạn muốn quan tâm đến điều gì, hãy để lại số điện thoại để chúng tôi tư vấn, hay là hãy để lại thông tin để chúng tôi sẽ tặng bạn một món quà gì gì đó. Thì chúng ta ngồi đây, chúng ta sẽ viết ra những cái câu hỏi này, và cái câu hỏi mà chúng ta viết ấy là cái việc mà chúng ta muốn, là khách hàng muốn hỏi gì, chúng ta muốn lấy thông tin gì của khách hàng, để chúng ta viết vào đấy. Ok nha, chúng ta có thể chỉnh sửa, các câu hỏi như này, được chưa ạ? Tùy việc là chúng ta viết cái gì vào đây, cho phép 3 câu hỏi. Những câu hỏi này là những câu hỏi mà bạn muốn khách hàng hỏi mình, bạn muốn lấy thông tin của khách hàng. Ok, xong. Để đến đây thì chúng ta bắt đầu là chúng ta có thể bấm vào nút chạy quảng cáo được rồi. Chúng ta nhìn thấy ở đây là hình ảnh như này, đấy. Đồng giá 199 rất là hấp dẫn, đúng không? Hoặc là chúng ta đổi sang cái bài kia, đổi lại cái bài cũ đi, cho nó xanh đỏ tím vàng nó mới đẹp. Xanh đỏ tím vàng đâu? Nguyên tắc khi mà mình thiết kế nhá, khi mình thiết kế hình ảnh và viết content, sau này thầy Phan Anh sẽ dạy mọi người cách mà tư duy làm hình ảnh, viết nội dung nó phải chứa đựng những từ khóa gì, nó chứa đựng những thông điệp bán hàng gì, màu sắc như thế nào, bố cục như nào. Đấy, chưa cần biết đẹp hay không như nào, nhưng mà nó phải xanh đỏ tím vàng, nó phải hấp dẫn đó. Đấy, nó phải có yếu tố sexy đẹp, có yếu tố hấp dẫn, có yếu tố hình thể, có yếu tố màu sắc, có yếu tố bố cục, thì cái đôi mắt kết hợp với cái đôi tay nó lướt trên điện thoại nó mới dừng lại, nó mới nhấp, nhiều thì giá nó mới rẻ, mới có nhiều tin nhắn thì mới chốt được nhiều đơn. Đấy là những cái nguyên tắc đơn giản. Và đến đây thì các bạn bấm nút đăng, màu xanh lá cây này,
thì là quảng cáo của Facebook sẽ được đệ trình và Facebook sẽ phê duyệt quảng cáo nhá. 100% tất cả các quảng cáo của Facebook đều được Facebook phê duyệt, và họ có thể không phê duyệt thì họ từ chối, thì lúc đó chúng ta sẽ xem là lỗi ở hình ảnh hay là lỗi ở nội dung. Họ có thể từ chối nếu như mà ngôn từ của chúng ta có những vấn đề hoặc hình ảnh của chúng ta hở nhiều da thịt. Tóm lại là cái nội dung hình ảnh ấy, video hoặc là bài viết ấy, là nó vi phạm chính sách nào đó của Facebook thì nó có thể không phê duyệt. Đấy, hoặc là những cái tài khoản quảng cáo mới nó có thể không phê duyệt hoặc lâu phê duyệt. Đó. Thế sau khi mà chúng ta phê duyệt xong, chúng ta chạy quảng cáo xong thì chúng ta sẽ có cái thông số về chiến dịch. Đấy. Thì chúng ta đang nhìn thấy ở đây, ví dụ như là đây là những cái chiến dịch đang chạy. Đấy, những chiến dịch đang chạy. Chúng ta nhìn thấy là đang chạy đây. Đó. Cái màu xanh là đang chạy, cái màu đen này đã tắt, đúng không ạ? Màu đỏ là từ chối. Ví dụ như là đang chạy như này. Thu được đây toàn bộ là chạy tin nhắn. Đó, ngân sách đang đặt là 5 triệu một ngày. Thu được à xin lỗi 5 triệu trọn đời cho cả chiến dịch một số ngày. Xin lỗi tôi nói nhầm. Và thu được 133 đến thời điểm này. Đã tiếp cận được 23.415 lượt. Hiển thị là 26.494 lượt. Đấy, và chi phí trên mỗi kết quả là 7.351 đồng. Chi phí này lấy ở đâu? Chi phí này lấy tổng tiền là 977.000. 977.000 chia cho số 133 thì nó sẽ ra 7.300. Tức là lấy tổng số tiền đã chi tiêu chia cho tổng số tin nhắn thu được từ chiến dịch đó. Đấy, thì chúng ta sẽ thu được giá thầu. Và giá thầu càng thấp thì chứng tỏ là hiệu suất quảng cáo của mình càng cao và khách hàng càng hỏi mình nhiều. Thế sau đó mình tư vấn thật kỹ, thật cẩn thận để mình tăng tỷ lệ chốt sale lên. Ví dụ như 5 tin nhắn là ta phải chốt được một sale, một một đơn. Trong một đơn chúng ta chốt thì chúng ta phải chốt được hai sản phẩm, ba sản phẩm để cái giá trị hóa đơn nó tăng thì lợi nhuận nó sẽ cao lên, đúng không ạ? Đấy, rồi chúng ta phải tư vấn cẩn thận sai số, màu sắc, cái chất liệu rồi quay video sẵn để làm gì? Để gửi cho họ, làm hình ảnh sẵn, làng bảng sai số sẵn, ví dụ thế. Tức là chúng ta phải có kịch bản tư vấn tốt, chúng ta phải có được đào tạo tập huấn cho nhân viên tốt đó. Thì cái hiệu suất như thế này, muốn làm được như vậy thì các bạn sẽ phải hiểu về sản phẩm, hiểu về giá bán, hiểu về chính sách bán hàng, hiểu về cách nhắm chọn chạy quảng cáo. Các bạn sẽ phải tối ưu, không phải ai chạy cũng được rẻ mà không phải ai chạy cũng đắt nhá. Thì đây là tôi giới thiệu sơ bộ cho các anh chị và các bạn. Vâng. Và nếu như các anh chị và các bạn có bất kỳ cái câu hỏi nào, có cái yêu cầu nào về khóa học Facebook marketing, kinh doanh online, TikTok đúng không ạ, hay là bán hàng, các bạn có thể liên hệ với tôi là giảng viên Nguyễn Phan Anh để được tư vấn và trợ giúp. Đấy. Ngoài ra thì các bạn có thể tham gia các lớp học offline của tôi, các lớp học online, các lớp học video, các lớp học một một, tức là một thầy một trò. Đấy. Hoặc là các cái chương trình tư vấn. Đấy. Thì hoặc là chương trình đào tạo in-house theo yêu cầu của doanh nghiệp. Đấy, thì chúng tôi đều có những cái chương trình như thế. Và cam kết với các anh chị và các bạn là cái sự hài lòng về chất lượng và cái sự kinh nghiệm dày dặn của chúng tôi sẽ đem đến những cái kiến thức cũng như những kinh nghiệm, kỹ năng bổ ích cho các anh chị và các bạn. Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Và nếu các anh chị thấy hay thì các anh chị hãy share, hãy sub, hãy để lại comment trên kênh của chúng tôi để chúng tôi tiếp tục phục vụ các anh chị và các bạn. Và cái video cũng rất là chất lượng và quay cũng mất gần tiếng đồng hồ đấy ạ. Vâng, vì sao ạ? Vì các anh chị xứng đáng để được phục vụ những cái video có chất lượng như vậy. Xin cảm ơn. Xin chào. Bye bye.